Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Có thể nói Sava, ông vua của phân khúc xe đạp đua từ 20 đến 60 triệu. Cấu hình cao cấp, hình thức đẹp và chất lượng, và không có đối thủ trong phân khúc này. Và trong video này, mời anh chị cùng chiêm ngưỡng một biểu tượng của Sava đã được nâng cấp toàn diện, đó chính là Sava X3 Plus. Người kinh nghiệm của Sava X3 huyền thoại, mẫu xe có thể nói là được ưa chuộng nhất trên thị trường với phân khúc giá trên 40 triệu đồng. Đối với Sava X3 Plus hiện đang có hai bản, phiên bản sử dụng sơn thường và phiên bản sử dụng sơn đồn màu. Sava X3 Plus không có đối thủ trong phân khúc trên 40 triệu. Với cấu hình full carbon và sử dụng full roof Shimano Ultina R8000 cao cấp. Và hiện đang có 3 size, đó là size 47, size 50 và size 52. Với bản sơn thường thì đang có 3 màu: màu trắng xanh, màu đen đỏ và màu vàng đen. Còn Sava X3 Plus đổi màu thì đang có màu xanh đổi màu đây. Và từng màu sắc shop sẽ làm review chi tiết để anh chị thích màu nào, anh chị xem màu đó và đến với shop xe đạp thể thao vip.com mua xe rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, shop giới thiệu chi tiết và bán tới anh chị xe đạp thể thao Sava X3 Plus màu vàng đen. Vâng, sản phẩm bom tấn năm 2022, hãng Sava của Đức mang tới thị trường Việt Nam. Và với Sava X3 Plus, người kế nhiệm của mẫu xe đạp thể thao Sava X3 rất nổi tiếng, được khoác trên mình bộ sơn rất đẳng cấp, cao cấp. Vâng, với màu vàng này rất sang chảnh, rất sang chảnh. Thiết kế khung carbon, thiết kế mạnh mẽ. Sava X3 Plus màu vàng đen đang có 3 size, đó là size 47, size 50 và size 52. Thiết kế khung khí động học, cáp âm khung cùng với chiếc phuộc được thiết kế theo dạng giọt nước và thiết kế khí động học. Anh chị có thể thấy rất đẳng cấp từ hãng xe đạp thể thao Sava, thiết kế độc quyền. Sử dụng cọc yên bằng carbon của hãng Koto, khóa cọc yên âm khung rất tinh tế. Sử dụng chiếc yên thương hiệu từ Italia, yên Physics rất cao cấp. Phô tăng bằng hợp kim nhôm của hãng Koto, tay lái bằng carbon của hãng Koto, tay lái thiết kế theo dạng cánh cáp âm trong tay lái. Sử dụng các vành bánh cỡ 700 với vành carbon cao 5cm của hãng Koto và cơ Đức được in ở đây. Và trong quá trình sản xuất thì những phần tem được sản xuất cố định trên khung và màu cơ Đức, thương hiệu của Đức được in ở đây cùng với tem định danh của hãng Sava. Sử dụng cặp nốt Ultra Sport 700x25C tiêu chuẩn của xe đạp thể thao, lan hoa bằng thép và sử dụng cặp mayer bằng nhôm các CNC bi bạc đạn của hãng Novatek, trục trước trục sau, sử dụng trục tháo lắp nhanh. Sava X3 Plus đang được trang bị full roof bộ chuyển động Shimano Ultina R8000 với tay đề số Shimano Ultina R8000, tay đề lắc 2x11 tốc độ, phanh trước phanh sau, phanh chống bó Shimano Ultina R8000, gạt đĩa Shimano Ultina R8000, gạt lip Shimano Ultina R8000, lip thả 11 tầng Shimano Ultina R8000, sử dụng xích KMC bộ đủ đĩa trục rỗng của hãng Shimano Ultina R8000. Bộ chuyển động này được sản xuất tại Nhật Bản và cốt giữa sử dụng cốt FBB. Vâng, rất mạnh mẽ và đẳng cấp từ hãng Sava cho Sava X3 Plus đây. Vâng, shop vừa giới thiệu và bán tới anh chị. Và còn câu hỏi nào thắc mắc hãy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao vip.com qua số điện thoại hotline 0983315936. Và với Sava X3 này, shop đã chụp ảnh review chi tiết và đăng giá trên web xe đạp thể thao vip.com. Anh chị có thể đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ qua số điện thoại hotline 0983315936. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao vip.com.